video trước, mình đã hướng dẫn các bạn hack Reddit trong Alpha 8 cũng như là hack Sale Token. Và trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn hack Season trong Alpha 8, tức là các bạn muốn đua Season nào thì đua, nó không phụ thuộc chỗ sao các bạn hiện có. Và mình vẫn dùng GMZIM, các bạn có thể đào tại trang chủ của nó. Rồi, để bắt đầu hack, mình mở Alpha 8 lên. Rồi, các bạn chọn một season muốn hết. Ví dụ mình đang có chiếc xe hạng S và mình chỉ có 13 sao, đang đua ở season 1. Mình muốn đua một map nào ở xe hạng S, muốn trải nghiệm nó, mình sẽ chọn season 9. Nhưng chiếc sao mình lại không đủ, vì thế mình sẽ mở khóa nó bằng cách các bạn chú ý kỹ. Số sao yêu cầu của season là 600 và số sao của mình hiện có là 13. Các bạn mở hết, chọn Alpha 8, nhập 600 vào đây, first gain. Rồi các bạn nhấn Ctrl A để chọn tất cả, nhấp vào tâm màu đỏ để đưa nó xuống. Rồi tiếp tục Ctrl A, các bạn thay đổi gì nó, kiếm tắt là các bạn cứ nhấn Enter. Rồi các bạn thay đổi số sao, từ số sao mình hiện có trở xuống, mình đang có 13, mình sẽ đổi thành 13. Ok, rồi các bạn ao ra, vào lại. Vâng, season 9 đã được mở. Và cứ như thế, tương tự với các season còn lại 7-8. Rồi, lưu ý với các bạn là mỗi lần hack, khi ao game ra vào lại thì season sẽ đóng. Mình chỉ mở trong mỗi lần hack thôi. Vì thế các bạn muốn đua season trong mỗi lần mở game thì các bạn phải hack mỗi lần đó. Nhưng số sao các bạn đua trong các season nó sẽ được ghi nhận lại và cộng vào đây. Rồi các bạn thấy không, mình đã đua 2 map, mình được 4 sao và nó ghi nhận. Lúc đầu thì nó đã khóa, nhưng khi mở lại thì nó được ghi nhận. Rồi các bạn hiểu mình nói. Đây, tất cả chiếc xe bạn có, chiếc xe nào bạn có nó sẽ hiện lên đây và các bạn có thể đua. Đây là season 9. Rồi, video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và share video và subscribe kênh YouTube của mình. Chúc các bạn thành công.